chú anh chị. Xin chào mừng các bác cô chú anh chị trở lại series video chợ Vạn Phúc các bác nhé. Qua đang họp rồi. Hôm nay có cái xe của anh Trương lên rồi là thấy phấn khởi rồi. Đấy các bác nha, thông báo với các bác lại một lần nữa là em ra đây gặp các bác. Cái số điện thoại hoàn toàn là đọc miệng hoặc là nhìn trên đầu ô tô thì các bác để ý nhé, xem kỹ và mở tiếng lên nhé. Mua cái gì cho anh? Chứ tôi không có lưu số của các bác ấy đâu. Về hỏi tôi lại tôi không biết đâu, không phải xem video đâu. Đấy, lâu lắm mới gặp anh Trương. Cứ anh Trương lên là rực rỡ vì anh Trương mang rất là nhiều cây lên, khi nào cũng vậy. Rất đa dạng. Hàng một xe mà. Cây mai đẹp quá. Mai nhu. Đang mùa mai. Tranh thủ làm tí phóng sự để thì còn đi làm, không rảnh như một số bác nghĩ. Hôm trước có cái bác cũng xin lỗi, gọi là thằng đúng hơn, chắc thằng ấy đâu cũng ít tuổi. Đấy, sáng sớm bận sấp mặt nó cũng gọi liên tội, nó hỏi số của bác nào tôi cũng không nhớ, nhưng lại loại tôi đã bảo là xem trong video ấy là nó cứ lầy nhầy, xong rồi mình bảo không có rồi nó nhắn tin nó chửi mình. Xem alo hỏi giá các bác nhé, chứ tôi chỉ hỏi thi thoảng một số cây. Cái mai giờ đẹp quá anh Trương nhỉ? Giờ đẹp quá nhỉ? Nhiều hoa quá. Giá cả thay đổi chứ không anh? Giá cả nó vẫn bình thường với nó mà. Em đợt trước không nhớ, lâu lâu rồi chả nhớ. Đây giờ anh em 55 triệu. 55. Cái con nhỏ ấy thì bao nhiêu? Nhỏ là 5 triệu. 5 triệu rưỡi. Đấy. Đồ chơi. Đẹp quá. Đang mùa hoa thơm. Có lấy cái nào không kia? Đồ nhiều đồ đẹp quá, lựa cũng không thể. Cây nào cũng thích. Ngắm nhiều hoa mắt đấy. Thì người chơi nghệ thuật thì làm những cây sầu. Thích cây nào mà ngắm mỗi cái đấy thôi. Sụp 300 người đẹp ở đâu nào? Mốc thân về dành như để trong nhà thoải mái đấy, làm tay làm được. Đây là cũng dành sao anh nhỉ? Con này không phải con bú bò, dưới bú bò hay là dưới làng đấy. Con lời gọi là dưới rừng, dưới làng. Cái này bốc quả đấy, quả sai ấy. À đúng rồi, không chín, không phải chín đỏ đúng không anh? Đúng rồi, nên như quả bú bò nhưng sai đó. Đây thì bao nhiêu tiền anh? Ừ, đây thì bao nhiêu? Con đây 2,5 triệu. Cái này bao nhiêu rồi? Vâng, anh ấy con đây là 55 triệu ấy. Đấy. Đồ chơi rồi, đồ chơi đi. Thật sự. Hoa này, rực rỡ hoa. Sáng giờ mới được có 14-15 cây thôi. Ui, mới được 14-15 cây. Đưa phải. Cái xe nó lại như vậy, nó đặt mít, bây giờ lên chỉ đặt xịt. Nhưng nó giải ra quanh đây hay là nó đi chỗ nào rồi? Con vườn ở đây, cái ấy không mà phải có anh lên thì chợ nó mới vui được. Mấy ông kia ô tô lên cũng không ăn thua, ít cây quá. À đây xung cũng là xung hàng chợ. Cây nghệ thuật đấy. Nó là dòng cây dân dã hay mặt sau của cái mai này.
taxi. Cái này cái tốt như này là chảy. Chặt quá. Tiền không có đẹp vào cái chỗ đấy. Tiền ở chỗ đấy. Sau chỉ có một bông nó đỡ nó họa cái gì trước. Cháy thì nó ra nhưng mà khi biết cháy thì đẹp. Ôi giời. Bị cháy đôi chút trên này. Cái này bao nhiêu anh Trương? Ôi, con đấy xe quê. Xe quê con này chính là 5 triệu. 5 triệu, đấy. Thế mà ấy. Xanh quê 5 triệu. Tiếp tục về được cái chậu cũ này. Cái chậu này về trồng xanh si hợp á. Đây nó có chân. Có chậu có chân rõ ràng thoát chân. Ở hướng ạ, cái chỗ này nó không lách vào được, đằng sau có cái ba lô nó lách vào được kho. Của này thì chơi đây bao nhiêu anh? 55. Đẹp, đẹp hàng, nó đẹp đấy. Cái này mùa nào nó ra hoa, cái này nó khó thật rồi. Xong anh xuống mà phát nắng, là đẹp rồi, tháng tháng người là chơi Tết. Cái này để chơi dụng thì là Tết là không có làm. Rất già, đồ rất già. Xong nó ngủ lý mặt sau cái này xem. Ui xì. Cũng hơi khó nhằn. Bắt là hoa. Không tưới là tưới nước. Nước không cần. Cái gì vào? Trong đất thì nước không. Trong đất thì còn nhiều tầm. Hoặc là 6 tháng thì có rồi. Hòa ra nước để ngày nay qua ngày mai thì nước. Để bài này. Chợ này đông lắm, rất là đông, thoải mái họp rồi. Đấy, cây đấy đẹp. Cái này quả nó đẹp lắm. Đây dòng quả sai rồi. Nó gọi là núi bà. Núi bà. Núi bà. Núi bà. Núi bà. Rất nhiều quả. Tìm không thấy mà mua về mình thì đến lúc xòe rồi chạm biết làm. Cái này nó ổn định rồi. Cái này đâu vâng. Cái này nó là cái ổn định rồi. Em sở hữu nó, em sở hữu nó cũng vào khoảng độ 2 năm rưỡi rồi. Em vừa đi buôn thôi nhưng mà em cũng thích nó mà em sở hữu nó 2 năm rưỡi rồi. Trước cái chậu nó xấu đó, em sang cái chậu là từ tháng 9 năm ngoái rồi. Nó dán rêu từ lúc bây giờ mà đến giờ rêu nó đẹp nó cứ mịn. Cái đồ này, này nó đỏ ra đấy, còn nó xanh biếc. Nó ổn định rồi thì chả bây giờ nó phá ra. Cái dòng này nó khỏe nhất. Chứ không phải phôi nữa. Còn em muốn muốn bán thì anh bây giờ mà để cho làm cây này á. Sạch là 500 một tỷ bỏ cho làm, chả làm. Sạch sạch sẽ sướng nhỉ. Từ gốc đến chi cảnh. Đấy nhìn ngược lên thấy cái đường chạy của nó sạch sẽ. Cái này là mai thì rất nhiều mai, nhưng để mà mai cho miền Bắc mình chơi là nó phải phông tông cao, chứ đây cái tông lùn này là người mình không chơi mấy năm ít.
phải tông cao chơi cái triệu phu, miền Bắc mình để chơi cứ phải thoát thân triệu phu chơi nó sang thân. Em mượn để dưới nhở, để lên đó đấy, em gõ ra cả tháng ba quá triệu phu. Này cho lên núi đá thả xuống này. Già kiếp nhỉ. Canh nhìn nó mới có cái dáng đây. Ok rồi, tạm biệt. Gian hàng của anh Trương để sang chỗ khác. Hôm nay chắc chỉ ở đây khoảng 1 tiếng là lại đi.